Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo thông tư quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh giáo dục đại học và chỉ tiêu tuyển sinh ngành giáo dục mầm non để lấy ý kiến đóng góp. Theo đó, đã có nhiều quy định mới về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học và cao đẳng ngành giáo dục mầm non đã được Bộ Giáo dục Đào tạo đưa vào dự thảo nhằm thay thế cho thông tư năm 2022. Cụ thể, chỉ tiêu tuyển sinh được xác định và thực hiện cho từng năm, theo từng ngành, nhóm ngành, trình độ và hình thức đào tạo tại trụ sở chính và từng phân hiệu, bảo đảm phù hợp với năng lực của cơ sở đào tạo, nhu cầu thị trường lao động, yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước và từng vùng, địa phương. Các địa phương, các trường hợp phải xác định chỉ tiêu tuyển sinh theo ngành, thực hiện tuyển sinh phù hợp với chỉ tiêu đã công bố, bảo đảm số lượng thực tuyển của từng ngành, nhóm ngành, trình độ và hình thức đào tạo không được vượt quá 20% chỉ tiêu đã công bố. Dự thảo này quy định chỉ tiêu tuyển sinh của một ngành, nhóm ngành, trình độ đại học, ngành chuyên sâu đặc thù trình độ bậc 7 tại trụ sở chính và phân hiệu không được tăng so với chỉ tiêu và số thực tuyển của năm trước liền kề. Nếu như tỷ lệ thôi học năm đầu cao hơn 15% hoặc tỷ lệ người tốt nghiệp có việc làm thấp hơn 70%.